Hey, xin chào các cô gái. Trang đã quay trở lại trong một video mới. Tuần vừa rồi thì Trang nhận được một bốc quà siêu xinh từ Kamat. Cảm ơn Kamat đã quan tâm đến Trang và gửi quà cho Trang nhé. Tiết trời đã sang thu rồi, không biết các nàng thế nào chứ mùa thu là mùa Trang yêu nhất trong năm. Hôm nay các nàng hãy cùng Trang sử dụng các sản phẩm trong box này để thực hiện một make up look cho mùa thu đông 2020 nhé. Và các nàng yên tâm là đây cũng không phải là một video được sponsor đâu nha. Cho bạn nào chưa biết về Kamat thì đây là một công ty mỹ phẩm chuyên nhập khẩu và phân phối các sản phẩm đến từ Thái Lan. Bộ sưu tập lần này là sự kết hợp giữa hãng mỹ phẩm Cathedon và Hello Kitty, nên các nàng cũng thấy tông màu chủ đạo lần này là màu hồng. Các sản phẩm đều được in hình chú mèo Kitty vô cùng xinh xắn đáng yêu. Để tiết kiệm thời gian thì Trang đã đánh nền trước luôn rồi. Các nàng đứng chê khuôn mặt trắng bệch thiếu sức sống này nhá. Cảm nhận đầu tiên khi Trang mở em phấn này ra thì em nó có một mùi khá là hắc, kiểu thơm nhưng mà khá nồng và khó chịu ấy. Mặc dù Trang đã là một đứa khá là dễ tính trong khoản mùi hương rồi. Chất phấn thì khá là mỏng mịn, nhưng Trang sẽ chỉ recommend em này cho các nàng sử dụng vào mùa hè thôi. Vì em nó là dạng phấn phủ kiềm dầu, mà thời tiết đã bắt đầu sang thu rồi, khô hơn nên là da chúng mình cũng trở nên khô hơn. Nếu các nàng vẫn quyết định dùng thì nhớ dưỡng da thật kỹ nhé. Nếu không thì khả năng xảy ra tình trạng khách khi là rất cao đấy. Tiếp theo sẽ là bước kẻ mày. Ở đây Trang có hai màu, một cây màu nâu vàng và một cây màu nâu đen. Bạn nào follow Trang từ lâu thì các bạn cũng biết là Trang rất thích sử dụng chì mày màu sáng, vì chì mày màu sáng sẽ làm cho khuôn mặt trông trẻ trung hơn rất nhiều. Lông mày của Trang thì không có đuôi nên là Trang sẽ tập trung phẩy chì ở phần đuôi trước, sau đó viền chì theo đường lông mày có sẵn thôi. Cây chì này của Cathedon thì có phần đầu khá mảnh nên là kẻ siêu dễ. Tuy nhiên em này dạng sáp rất dễ bết nên là các nàng phải thật cẩn thận nhá. Tận dụng cây chì mày để tạo khối cho phần sống mũi luôn. Nếu các nàng sử dụng chì để tạo khối như Trang thì hãy dùng nó ngay sau bước nền nhé, sẽ dễ và đẹp hơn rất nhiều. Chứ đừng dùng sau khi đã phủ phấn, nãy Trang quên mất nên là thôi kệ đi. Tiếp tục tận dụng phấn để làm highlight, Trang sẽ chỉ highlight cho phần sống mũi thôi. Trong box này thì tổng cộng có 4 màu má hồng, chủ yếu là các tông màu hồng cam. Màu 1, màu 2 thì chất phấn có pha thêm chút nhũ. Màu 3, 4 là lì hoàn toàn luôn. Trong mỗi hộp phấn thì đều có đi kèm bông phấn luôn, tiện dụng thật sự ấy. Tuy nhiên thì mùi phấn cũng khá là hắc đấy nha. Chất phấn thì siêu mịn, lên màu chuẩn và khá đậm, nên các nàng chú ý nhé, tiết chế lượng phấn khi đánh không là sẽ bị lố đấy. Nhân tiện có phấn trên tay thì Trang sẽ test luôn em giấy tẩy trang này. Trang là một fan của dầu tẩy trang nên Trang hầu như không quan tâm đến các loại tẩy trang dạng giấy. Đây là lần đầu tiên Trang sử dụng đấy. Nói chung thì như các bạn cũng thấy là nó tẩy khá là sạch. Mà những loại tẩy trang dạng giấy như này thì cũng rất tiện dụng vì nó có thể bỏ túi mang đi khắp nơi được. Tí nữa thì Trang sẽ thử test tẩy son xem thế nào nhé. Để make up cho phần mắt thì Trang sẽ dùng màu má 03 tán lên trên phần mí mắt trước. Sau đó thì dùng cọ tan đều lên toàn bộ phần màu mắt. Cứ đánh đi đánh lại cho đến khi đủ độ đậm các bạn muốn thì thôi. Vẫn kỹ thuật đó, tiếp tục dùng màu 04 đánh đè lên trên. Với cách đánh này thì các màu sẽ được hòa quyện vào nhau nhuần nhuyễn, tạo nên sự chuyển tiếp nhịp nhàng của màu sắc. Tương tự các bạn đánh màu 03 cho toàn bộ mí mắt dưới và nhấn màu 04 vào 1/3 đôi mắt nhé. Và như các nàng cũng thấy thì Trang cũng sử dụng kỹ thuật tương tự với phần má. Tiếp tục dùng cây chì mày khi nãy, Trang sẽ kẻ phần mí mắt luôn. Kẻ một đường liner sát chân mi, kéo dài từ đầu mắt đến đuôi. Sau đó thì hất nhẹ, khiến cho phần đuôi mắt trông dài hơn. Vì đôi mắt của Trang thì vốn dĩ khá ngắn, nên là lúc nào Trang cũng muốn kéo dài mắt Trang ra để trông nó hơi đờ đẫn một xíu, trông thế mới hút hồn chứ đúng không? Nhớ kẻ cả phần mí trong nữa để đường liner trông tự nhiên hơn. Đây là mắt Trang sau khi dán mi xong. Trời ơi, có mi mà trông xinh hơn bao nhiêu ấy.
trong box này thì Kamat có gửi cho Trang tổng cộng là 3 dòng son, mỗi dòng có 4 màu nên Trang đang khá là phân vân không biết chọn màu nào cho makeup look hôm nay. Các nàng vừa xem Trang Stats vừa chọn màu son giúp Trang nhá. Dòng đầu tiên là một dòng son thỏi Color Lipstick. Chúi ôi, nhìn cái packaging của nó xinh dã man luôn ý. Màu hồng nhưng mà nhìn không bị quê với xén xúa. Vỏ son thì làm bằng chất liệu sắt và có gắn cả nam châm, nên cầm khá nặng tay và cảm giác cứ xịn sò thế nào ấy. Về mùi của son thì đến đây Trang nhận ra một điều là tất cả các sản phẩm trong box này thì đều có mùi thơm khá là nồng, nên các bạn khó tính về mùi hương thì nên cân nhắc nhá. Chất son thì không thể phủ nhận là siêu mềm mượt luôn, không hề làm khô môi một chút nào cả. Son hơi bóng nhẹ và nhiều dưỡng, khá phù hợp với thời tiết hiện tại. Màu son lên chuẩn và đều màu chỉ sau một lần quẹt, không làm lộ rãnh môi. Khả năng bám màu thì ở mức trung bình thôi. Ăn uống thì vẫn bị dây ra thành cốc bát. Ăn nhẹ thì còn giữ được, chứ ăn một bữa to thì chắc chắn là sẽ trôi sạch luôn. Bảng màu son thì thiên về đỏ hồng là chủ yếu, đều là các màu son dễ dùng và không kén tôn da. Màu Trang thích nhất là màu số 03, màu hồng nâu đất, siêu trendy. Giữ đúng lời hứa vừa nãy thì Trang sẽ test em giấy tẩy trang này với son. Thì như các bạn cũng thấy là nó tẩy rất là sạch đúng không? Nên là một vote cho em này nếu mà bạn nào thích sự tiện dụng của khăn giấy tẩy trang nhé. Dòng son tiếp theo là dòng Airy Lip Blue. Thật sự thì Trang không muốn nói điều này đâu, nhưng mà đây là dòng son gây thất vọng nhất cho Trang luôn ý. Bảng màu son thì hầu hết là các tone kén da, makeup vào đánh lên còn đỡ, chứ không makeup thì chắc là Trang sẽ không chọn được màu nào trong bảng này hết. Son đánh lên môi thì không đều chút nào cả, chỗ đậm chỗ nhạt, mặc dù Trang đã đánh đi đánh lại rất nhiều lần. Màu 1, màu 2 là tệ nhất luôn ý. Màu 3, 4 thì đậm màu hơn nên đỡ hơn chút, với điều kiện là chỉ đánh một lớp thôi, chứ đánh đè nhiều lớp lên thì son sẽ rất bột và dính. Khả năng bám màu thì cũng không tốt. Tóm lại là Trang sẽ không recommend em này cho các bạn nhá. Cuối cùng là dòng Lipstick Matte Mau. Đây là dòng son kem lì kết hợp với má hồng luôn. Trang là một đứa rất là hay sử dụng son làm má hồng, nên là ngay khi nghe này là một sản phẩm son kết hợp với má thì Trang có cảm tình ngay lập tức. Packaging thì giống dòng Airy Lip Blue vừa nãy, nhưng mà nắp màu đồng tạo cảm giác sang hơn rất là nhiều. Đấy, một thay đổi nhỏ thôi nhưng nó cứu vãn cả một dòng son đấy. Chất son kem lì nhưng không làm khô môi, đều màu, chuẩn và không bị chỗ đậm chỗ nhạt. Chất son nếu đánh một lớp mỏng thì ok, chứ nếu đánh nhiều lớp đè lên nhau thì vẫn sẽ bị bột. Mới đánh lên thì son vẫn ướt và khả năng bám màu chưa cao, nhưng khoảng 15 phút sau thì son sẽ tiệp vào môi và khô, độ bám màu cũng tốt hơn. Ăn uống thì vẫn dai ra thành cốc bát, nhưng ít và không bị toe toét mất thẩm mỹ. Khác với hai dòng son trước thì bảng màu của dòng này thiên về các tone trầm và trendy hơn, cực kỳ hợp đánh mùa thu đông này luôn ý. Màu Trang thích nhất là màu số 3.
Đến đây thì chắc các nàng cũng biết Trang chọn màu son nào cho make up look ngày hôm nay rồi đúng không? Đây là hai màu mà Trang yêu thích nhất và Trang cảm thấy phù hợp nhất với mùa thu năm nay ý. Còn các nàng thì sao? Các nàng thấy màu son nào phù hợp nhất với make up look ngày hôm nay? Comment bên dưới cho Trang biết nhé. Trang hy vọng là bạn đã có những giây phút thật vui khi xem video ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong video tuần sau. Bye.